Chiều thứ Bảy ngày 27 tháng 8 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco sẽ nhóm công nghị tại đền thờ Thánh Phêrô để phong 20 hồng y mới. Giống như 7 lần trước đây, cách thức của Ngài trong việc chọn bổ nhiệm các hồng y tiếp tục gây nhiều ngạc nhiên trong dư luận trong và ngoài giáo hội, nhưng đồng thời cũng cho thấy hướng đi Ngài muốn đề ra cho giáo triều Roma nói riêng và giáo hội nói chung. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 29/5, sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha loan báo sẽ triệu tập công nghị ngày 27 tháng 8 để bổ nhiệm các hồng y mới. Rồi Ngài lần lượt đọc danh sách, có 3 vị thuộc giáo triều Roma và các vị còn lại phần lớn thuộc các giáo phận ở các nơi. Tất cả các tiến chức đều là giám mục, và chỉ có 2 vị linh mục, có 16 vị dưới 80 tuổi, có quyền bầu giáo hoàng, nên thường được gọi là các hồng y cử tri. Xét về địa lý, lần này Á Châu có số tân hồng y cử tri đông nhất với 6 vị, trong đó có 2 vị Ấn Độ, còn Mỹ Châu và Âu Châu, mỗi đại lục có 4 vị, sau cùng là 2 vị Phi Châu. Nhưng trong số 5 tân hồng y trên 80 tuổi, Âu Châu chiếm nhiều nhất với 4 vị, và vị còn lại người Mỹ Latin. Qua việc bổ nhiệm các hồng y lần này, cũng như những lần trước, người ta thấy rõ Đức Thánh Cha Francisco là người phá lệ, theo nghĩa Ngài không nhất thiết theo các thói quen trước đây. Ngài có thể chọn một giám mục ở nơi đèo heo hút gió, ngoại ô xa vời làm thành viên hồng y đoàn,